Thật ra nó cũng khá là chớp nháy nha. Thì em biết tới chuyên ngành thương mại điện tử, digital marketing thì cũng khoảng là 2 3 tháng gì đó trước khi em nhập học thôi. Thì cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà em tốt nghiệp trung học á, thì em có học tại trường đại học, và sau đó khoảng 1 năm vì nhiều lý do cho nên là em đã dừng lại công việc học đại học đó và em ra ngoài em đi làm. Thì sau 2 năm đi làm á, thì va chạm và cũng như là học hỏi được rất là nhiều, thì em mới tìm hiểu về một chuyên ngành nào đó để cho mình có thể là mình bám theo để mình làm sau này lâu dài để mình có thể mình kiếm tiền. Thì em có quan tâm đến, em là người rất là đam mê về công nghệ, cái thứ hai là em quan tâm đến ngành marketing, một ngành khá là trẻ trung và năng động. Từ đó em lên mạng em tìm hiểu rất là nhiều nơi nó dạy về, có những cái nơi dạy về những khóa học ngắn về digital marketing. Nhưng mà có thể thầy với mọi người cũng biết là trong cái thời điểm đó khoảng năm 2019 gì đó, thì cái ngành digital marketing vẫn còn khá mới, cho nên những cái trường đại học á thì nó rất là hạn chế cái việc dạy digital marketing. Thậm chí thì digital marketing nó chỉ là một cái mục nhỏ trong trong môn học marketing thôi, trong cái chuyên ngành marketing thôi. Thì quá trình tìm hiểu á, thì em thấy là digital marketing ở cái trường Epoly của mình á dạy rất là tốt, và cái chương trình học cũng khá là ngắn. Thì em quan tâm đến cái khóa học của mình bởi vì một phần có là vì cái chương trình ngắn và em có thể vừa học vừa làm. Chương trình dạy rút ngắn kết hợp với việc là dạy những cái mà doanh nghiệp họ thật sự cần, và cái cơ hội xin được việc làm nó rất là cao, đồng thời thì học phí cũng không phải là quá đắt, hoàn toàn phù hợp để theo học. Đây cũng là cơ duyên và cũng là cơ hội mà em dành cho chính bản thân mình.